Hiền Thục xin được mến chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh truyền thông tư vấn sức khỏe Alo Bác Sĩ. Thưa quý vị, ngày hôm nay với chủ đề điều trị HB cho trẻ em nên hay không, thì đồng hành cùng quý vị, Hiền Thục xin được trân trọng giới thiệu có thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Ngọc Lưu Phương, trưởng khoa nội soi Bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Và xin được mến chào bác sĩ ạ. Mến chào Hiền Thục, mến chào quý vị khán giả đang theo dõi thông tin trên cổng thông tin điện tử sức khỏe Alo Bác Sĩ. Dạ, xin hỏi bác sĩ là theo quan sát của bác sĩ thì tình trạng nhiễm HB ở trẻ em có nhiều không ạ? Thì thứ nhất là Việt Nam chúng ta là một trong những cái nước đang phát triển, thì nó là nằm chung trong thế giới chứ không phải là chúng ta có gì đặc biệt. Thì tỷ lệ nhiễm HB ở trẻ em Việt Nam khá cao, là nó dao động thông thường là có thể lên tới 50-60% người bị nhiễm, trẻ bị nhiễm là HB. Vậy thì trẻ bị nhiễm HB thì thường được phát hiện nhiễm là trong cái tình huống nào ạ? Thứ nhất là trẻ em bị nhiễm HB ở Việt Nam đa số phát hiện là trong cái tình huống là người nhà, ba mẹ bị bệnh đau bao tử gì đó, rồi nghe nói con vi trùng HB này đó là nó lây, thế là đi bắt con mình đi thử thì nó lòi ra. Cái thứ hai là trẻ em hay bị đau bụng hay là bị ăn không được, rồi đi xét nghiệm và phát hiện ra nhiễm cái con vi trùng HB. Dạ. Là những cái tình huống thường gặp. Dạ. Dạ, vậy thì nguyên nhân gây lây nhiễm HB ở trẻ em là gì ạ? Thứ nhất là trước đây người ta nghĩ là HB là cái gì là hung thần ác quỷ, nhưng mà thiệt sự những cái nghiên cứu gần đây cho thấy là ở những nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam, Phi Châu, thì HB nó là một con vi trùng, nó sống môi trường ngoài rất là nhiều, và đặc biệt ở cái môi trường không thuận lợi nó thu mình lại, nó cuộn tròn lại như con gấu ngủ đông. Thế chúng ta khi chúng ta ăn uống tiếp xúc với số lượng lớn đó, nó vào trong bao tử chúng ta đó, thì nó môi trường thuận lợi cái nó giống như con gấu vậy đó. Nó tỉnh giấc lại, nó hoạt động, yeah. Nó xây tổ uyên ương trong bao tử chúng ta, và nó gây bệnh. Thế thì như vậy thấy rằng là nguồn lây nhiễm HB là chủ yếu từ người, tức là con người là cái nguồn chứa chấp bệnh và lây lan ra ngoài. Chứ heo, chó, mèo, bò, gà nó không có, con HB này không có sống trong những con đó được. Và cái con vi khuẩn HB này á thì nó lây đâu? Nước bẩn, ta ăn uống không có hợp vệ sinh. Nói chung là như ngày xưa chúng ta học thầy cô dạy mình rửa tay trước khi ăn chín uống sôi rửa sạch. Yeah. Thì nó lây qua cái đường đó. Chúng ta còn lây ra nhiều cái đường đó. Văn hóa chúng ta trong một gia đình là ăn hay ăn chung khác với văn hóa phương Tây. Chúng ta ngồi bàn ăn chung, người nào mà ăn riêng là cảm giác như là cái gì đó. Bài đặt đi Tây học về, chúng ta ăn chung như một bàn ăn là chúng ta sẽ có cái cơm á, cái tô, cái nồi cơm chung á, thì mọi người hay dùng một cái muỗng để múc chung, yeah. Để múc vào mình, bởi vì người ta sợ thọt những cái muỗng của mình vô, nó cơm nó thiêu nó ôi. Nếu mà ăn tại cơm nó không bao giờ mà chúng ta nấu mà y chang là dư mà cái cơm này, làm ra chúng ta dùng cái muỗng chung. Thế nhưng mà chúng ta đồ ăn ta để lên cả đàn cả đống đó, mạnh ai đấy chọt đũa mình vô hết tận cái muỗng, yeah. Rồi bỏ vô rồi cái đũa cái muỗng chúng ta ăn rồi là hết. Đó là văn hóa của người Việt. Thì chính cái đó là cái nguồn lây, nguồn lây HB đấy. Dạ, dạ, vậy thì rồi thưa... chưa, còn nữa. Dạ. Còn nữa, những bà mẹ, bà cháu đút cơm cho ăn. Người văn hóa phương Tây để đồ ăn cái chỗ riêng mình, dạ. Tự bé múc ăn đói, chúng ta cắt cơm, nhai thử, đút cho ăn. Nếu chúng ta là người bị nhiễm HB rồi thì những cái dịch mà ở bình thường của chúng ta có thể mang theo vi khuẩn từ dưới bao tử lên, chứ bản thân trong nước miếng thì không có, trong vôi răng, trong nước miếng không có. Nhưng mà chắc chắn con người là con người là quá trình ăn uống ta luôn luôn sẽ có phải ở bình thường, không phải là bệnh gì hết. Lúc đó là nó đem cái dịch dạ dày lên một phần, có cái HB. Yeah. Chúng ta hay có vụ nhai ăn chung rồi đút, nhất là con nít. Yeah. Rồi chúng ta còn có cái văn hóa cái này mấy cô hay là mấy anh cũng vậy. Yeah. Hay là hai người đang yêu nhau nó có cái bánh em một miếng anh một miếng, đấy là những nguồn có thể này. Nếu mà những cái người đó bị nhiễm HB mà cái dịch, đương nhiên cái dịch nước bọt thì nó không có HB, nhưng mà đâu có bảo đảm cái lúc đó là lúc chúng ta không ở hay là trước đó chúng ta không ở, chúng ta không mang HB từ dạ dày lên trên nước bọt của chúng ta. Yeah. Đó cũng là một nguồn. Đây, nguồn lây thứ ba nữa là trong đôi lứa yêu nhau. Khi đôi lứa yêu nhau thì phải thể hiện tình cảm. Yeah. Chúng ta phải trao nhau nụ hôn đó. Mà nụ hôn mà càng yêu nhau nhiều thì càng ôm hôn say đắm. Yeah. Coi như là gọi là khóa môi luôn. Thì nếu lỡ may chàng hoặc nàng một trong hai người bị nhiễm HB, lúc hôn nhau mà nó có ở, lúc đó đâu có biết đâu, đem theo HB lên thì có nguy cơ lây cho người kia của mình, nửa yeah. kia của mình. Thì đó là những cái nguồn lây. Dạ, dạ, vậy thì với trường hợp bà trẻ chưa có làm xét nghiệm thì có dấu hiệu nào nghi ngờ là trẻ bị nhiễm HB không ạ? Không có một cái dấu hiệu nào để nghi ngờ trẻ bị nhiễm HB. Dạ. Không có một cái dấu hiệu nào nghi ngờ trẻ nhiễm HB. Và người ta thấy rằng những trẻ thường hay đau bụng, dân gian mình hay thấy trẻ đau bụng sợ quá, đi khám bệnh, đi thử đại trà bị nhiễm HB, điều trị vi trùng HB. Nhưng xin thưa rằng đối với trẻ đau bụng rất là nhiều nguyên nhân, và người ta đã chứng minh, y học đã chứng minh, Hiệp hội bác sĩ chuyên khoa nhi của châu Âu và của Hoa Kỳ đã nghiên cứu thấy rằng cái chuyện nhiễm con vi trùng HB, nếu nó không gây lở loét bao tử, nó chỉ gây viêm thôi, không gây lở thành ổ lở loét, thì cái con HB hoàn toàn không có gây đau đớn. Dạ. Không gây đau đớn. Chúng ta giết chết con vi trùng HB trong bao tử, em bé vẫn đau bình thường, mặc dù bao tử không lở loét. Có nghĩa là ngày trước đây người ta nghĩ rằng là chính con HB là gây sống trong bao tử, nó xây tổ uyên ương. Nhưng mà người ta thấy rằng nếu nó xây tổ uyên ương mà nó không làm loét bao tử thì nó không hề đau. Cái chuyện đau đó độc lập với cái chuyện nhiễm HB. Dạ. Chúng ta diệt hết, không còn một con HB nào ở đó, nó cũng không, nó vẫn đau, là nó liên quan gì tới cái con HB. Như vậy là không có một cái triệu chứng nào để mà nói là nghi ngờ là nhiễm HB. Chỉ có điều khi mà trẻ hay đau bụng hay rối loạn tiêu hóa thì đi khám bác sĩ chuyên khoa nhi, khi khám có một số dấu hiệu đặc biệt, ví dụ hay đau về đêm, hay sụt cân, thiếu máu, hoặc khi khám bụng có một số dấu hiệu nghi ngờ thì lúc đó người ta cho nội soi dạ dày và tìm HB, và người ta thấy phát hiện có HB và có loét dạ dày thì lúc đó mới điều trị. Do đó không có tự nhiên đi thử coi có dấu hiệu gì nghi ngờ để trẻ nhiễm HB. Nếu mà thử như vậy thì cả Việt Nam này sẽ ra rất là nhiều. Mà y học thế giới, đặc biệt là Hiệp hội bác sĩ chuyên khoa nhi của hai cái nơi lớn nhất mà phát triển về y học là ở Hoa Kỳ và toàn bộ châu Âu, đã nghiên cứu và thống nhất với nhau và tìm thấy rất rõ ràng nhiều bằng chứng là HB mà nó chưa gây lở loét cái bao tử, không có thành một cái ổ loét, thì cái HB nó lành tính hoàn toàn, không có hề là gây đau đớn gì hết. Mà những triệu chứng đau đớn, và đặc biệt là cái chuyện trào ngược của em bé, trào ngược, bệnh trào ngược ở người lớn không chứ không ở em bé, hoàn toàn không do cái con vi khuẩn HB gây ra. Yeah. Con vi khuẩn HB là nó sống bao tử, nó hoàn toàn không gây cái bệnh trào ngược. Bệnh đó là một bệnh riêng. Do đó trẻ hay ói, không lên cân, hay là hay trào ngược, và thậm chí là cái mà chúng ta nghĩ nó sống bao tử, nó xây tổ uyên ương mà nó làm đau, thì bây giờ thấy ở người lớn thì nó làm đau đó, nhưng mà ở con nít HB sống rồi gây viêm thôi, không có lở đấy bao tử là nó không gây đau. Do đó chúng ta đừng có nói là con nít thấy là bị HB, thấy là nghe triệu chứng đó phải đi thử có HB, không có. Bây giờ đem thử đại trà là 50% số đứa trẻ ở các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam, là nhiễm HB, nhưng mà nó không gây một hậu quả gì hết, là bình thường. Dạ. Dạ, vậy thì thưa bác sĩ, những trẻ em nào thì có khuyến cáo là nên đi xét nghiệm tầm soát HB ạ? Trên thế giới hoàn toàn không có một cái chỉ định nào là con nít phải đi tầm soát nhiễm HB. Bởi vì người thân ở Việt Nam quá lo lắng, thấy mình bị nhiễm HB, người đến thấy ở nhà có con cái, rồi thấy sợ mình lây cho nó, rồi nó bệnh, rồi đè nó đi thử ra HB, mặc dù nó không có triệu chứng gì hết, mà thậm chí nó có triệu chứng trào ngược hay là chậm lớn, cũng nói là chắc do con vi khuẩn HB, rồi đè đi thử tầm soát mặc dù nó không hề muốn. Và ngay cả những trường hợp, rất nhiều trường hợp đi khám chuyên khoa nhi đồng thì là không hài lòng với bác sĩ nhi đồng, bác sĩ chuyên khoa nhi, hay con tôi bị ấy mà không cho thử HB, mà soi vô không có lét gì hết, chỉ có viêm nhẹ thôi, có HB mà không trị cho con tôi. Xin thưa là bác sĩ chuyên khoa nhi họ làm đúng đấy. Có những trường hợp là không cần trị, tại vì HB sống ở trong dạ dày em bé, nếu nó không gây lét bao tử là nó không có gây đau, mà nếu có đau, có giết chết con vi khuẩn đó, nó đau, nó vẫn đau, không phải tại có nó mà đau, không có nó em bé đau vẫn cứ đau. Dạ. Dạ, vậy thì để mà chúng ta có thể xét nghiệm tìm HB ở trẻ em thì gồm có những phương pháp nào ạ, thưa bác sĩ Lưu Phương? Thông thường để biết chắc chắn con vi trùng HB đang hoạt động trong bao tử của em bé, bởi vì nó còn một cái xét nghiệm nữa là xét nghiệm máu, mà thông thường là cái này đã được rất nhiều người xét nghiệm, mà xét nghiệm này nó phải làm chẩn đoán sai. Tức là xét nghiệm máu tìm kháng thể. Kháng thể là nói đơn giản vậy, có nghĩa là trong khi mà cơ thể chúng ta tiếp xúc với con HB thì trong cơ thể chúng ta có thể, trong máu chúng ta có thể tiết ra một số chất, nhưng mà không phải người nào cũng tiết ra một số chất, là để đánh dấu là có cái con vi khuẩn HB đã từng chui vô người chúng ta rồi đi ra rồi. Rồi cái thứ hai là, nhưng mà cái đó không chính xác, có thể thấy đó là nó đi mất rồi, giống như chúng ta nhìn ở trong nhà thấy cái vết chân này giống vết chân con chuột, giống vết chân con mèo đó. Nhà chúng ta đang có mèo, đang có chuột, nhưng nhiều khi nó tình cờ đi qua đi mất rồi. Yeah. Mèo mà nó đi lung tung mà, thấy không vậy? Còn cái chính xác là phải bắt được con chuột, bắt được con mèo, nó đang tồn tại trong nhà chúng ta thì đó mới đúng là đó. Và thậm chí nó đã đi qua rồi, nó không ở lại nhà chúng ta thì chúng ta vẫn thấy vết chân ra nó. Nhưng mà thí dụ nhà chúng ta còn vết chân mẹ, nhưng chỗ chúng ta kỳ cọ rửa nó ra. Nhưng mà trong cơ thể chúng ta, cái vết chân mèo, vết chân chuột nó đi qua rồi á, thì chúng ta, con mèo nó đi qua nhà khác nó chết luôn, con chuột nó đi qua nhà khác nó chết. Nhưng mà cái vết chân đó chúng ta không có rửa được, nó giống như là nó xăm mình vô luôn rồi. Đâm ra nhiều người rất là lo lắng, cứ thử máu tôi bị HB hoài, thực sự không có. Thực sự không có. Yeah. Rồi có những người nói, em nghi bị HB sao thử máu? Không có. Tại vì có những con mèo đi qua, nó kín quá, nó không để lại dấu chân. Yeah. Đó là cái xét nghiệm máu. Cái xét nghiệm máu chỉ có ý nghĩa tầm soát chơi để biết sơ bộ là trong vùng này có bao nhiêu vết chân mèo, vết chân chuột. Không có ý nghĩa chẩn đoán. Chẩn đoán chính xác là cái con mèo, con chuột đang ở trong bụng, con HB đang ở trong bụng em bé, ở trong bụng mình đó. Là có 3 cấp, một là soi vô bao tử, vừa coi bao tử bị cái gì, lấy cái mẫu bao tử đi thử, dương tính. Cách thứ hai, dùng cái test hơi thở, tức là uống một cái dung dịch nước thuốc vô, ở trong thở ra để cái hơi trong bao tử với nước miếng ra, có cái dấu ấn của con vi trùng ở trong bao tử hay không. Cách thứ ba là thử nghiệm phân, tìm cái hình ảnh đặc hiệu của con vi trùng nó tiết ra theo phân đi ra ngoài, chứ là đặc hiệu cho con vi trùng HB, chứ trong phân mình rất nhiều loại vi trùng. Thì đó là 3 cách để xét nghiệm của người lớn lẫn trẻ em. Dạ, vậy thì thưa bác sĩ, với cái trường hợp mà trẻ không điều trị HB thì nó có nguy hiểm hay không, và có để lại ung thư hay không ạ? Cái điều này là nhiều người rất là lo lắng. Xin thưa rằng thông thường đối với lứa tuổi nhi đồng là 15 tuổi. Bệnh viện nhi đồng ta nhận trẻ là quá 15 tuổi là qua bệnh viện người lớn rồi. Yeah. Thì trong nghiên cứu thống kê, con HB nhiều người sợ nói nó ung thư bao tử, Nhưng mà xin thưa rằng cho tới lúc mà tới 15, 16 tuổi thì tôi phải nói là 99,9%. Đương nhiên tôi không nói 100%, 99,9%. Gần như nếu nó không gây lét, không gây gì, là nó không gây ung thư cho trẻ em. Yeah. Sau đó thì không biết. Đâm ra trẻ em không có một cái gọi là chuyên gia về tiêu hóa, về nhi trên thế giới này. Tôi nói chuyên gia thế giới luôn, chứ phải nói ở Việt Nam, là khuyến cáo là phải tầm soát nhiễm HPV và thấy là phải điều trị. Chúng ta đem trẻ em không phải là người lớn thu nhỏ. Tôi nhớ hoài ngày tôi học sinh viên năm thứ ba, lúc tôi đi học gì, một người thầy của tôi rất là già rồi, bây giờ thầy đã mất rồi. Thầy nhớ rằng cái sai lầm của các bác sĩ và các sinh viên khoa, các em phải nhớ rằng con nít không phải là người lớn thu nhỏ. Bây giờ tôi mới thấy điều đó cực kỳ chính xác. Ngày xưa cái ông thầy thuốc gọi là ông Marshall, bây giờ ông đã 60 mấy tuổi. Ngày xưa ông là một chàng trai trẻ, một bác sĩ trẻ mới ra trường 24 tuổi, phát minh ra, tìm ra con HPV gây bệnh này. Yeah. Làm một cái nghiên cứu là chấn động trong giới y khoa đó. Và lãnh giải Nobel đi học rồi. Lãnh giải Nobel là cái ông Marshall. Thì là thấy đúng là nó gây liên quan người lớn cũng khá nhiều. Tuy nhiên rồi sau này thấy con nít nhiễm nhiều, đâm ra làm cho người ta nghĩ rằng, ngay cả những nhà khoa học cũng nghĩ rằng vậy. Nhưng mà sau này là những cái hiệp hội chuyên nghiên cứu về nhi của thế giới luôn đó, của Hoa Kỳ và của châu Âu, họ đã thấy rằng là con vi trùng HB nó xảy ra trên người lớn, trên con nít, nó hoàn toàn khác với người lớn. Do đó tôi nói, có thể nói là tới là đúng cái lứa tuổi nhi đồng của mình là 15, 16 tuổi, 99,9% không gây ung thư. Và nếu trị cái con HB để trị cho hết, để cho mình yên tâm là con tôi không có bị nhiễm, hay là trị để tại vì nó hay đau, nó hay trào ngược, nó không lên cân, để trị để cho nó hết những cái đó. Xin thưa, người ta đã nghiên cứu rồi, con HP nó sống là chuyện nó sống, còn những triệu chứng đó của bé không liên quan. Trị con hết con HP vẫn không thay đổi những triệu chứng đó. Đâm ra em bé không phải người lớn thu nhỏ. Tôi nhớ hoài một người thầy đã mất của tôi rồi, một người thầy rất là già, khi dạy về nhi luôn nhớ. Mà ngày đó tôi chỉ là một chàng sinh viên Y3, Y4, tôi chưa cảm nhận hết được điều đó. Bây giờ tôi thấy cái này là rất là đúng. Chỉ một số bé khi bác sĩ nhi khám có một số dấu hiệu đau về đêm, hay là thiếu máu, hay là thiếu sắt, hay là thử có máu ẩn trong phân, với một số dấu hiệu khác, thì lúc đó người ta mới cho soi thêm dạ dày để xác định có lét hay không. Thì lúc đó vừa có lét vừa có vi trùng thì lúc đó bắt buộc phải trị. Còn nếu không có lét mà có vi trùng thì chúng ta không nên trị, bởi trị không hề làm thay đổi triệu chứng. Để đó là điểm quan trọng. Tôi không liên quan vấn đề tiền bạc ở đây, tức là cái con nó không gây ra triệu chứng đó, trừ phi nó đã lét rồi hay là xuất huyết tiêu hóa thì nó mới trị, nó mới có hiệu quả làm bệnh, làm triệu chứng. Và cái thứ hai, còn nếu đi tầm soát rồi trị, ta không thể trị cả đất nước Việt Nam, không thể trị cả thế giới này. Chúng ta đâu có thể đem con chúng ta nhốt vô trong phòng ở nhà mình như Covid, nhốt tự ăn riêng một mình, không sinh hoạt gì bên ngoài. Bây giờ con của Thục trị, Thục sợ quá, con mình cho thử thấy nó trị, không lẽ nhốt nó trong nhà, không cho nó chơi với bạn, không cho nó đi học. Mà bây giờ cho đi học vô chỉ định cô giáo, bây giờ bắt hết mấy đứa nhỏ này thử với tôi chị để đừng lây cho con tôi, được không? Không thể xảy ra chuyện đó. Mà để làm gì? Không có một mục đích gì hết. Tôi nhớ hoài, con nít không phải người lớn thu nhỏ. Do đó là bỏ cái quan điểm là phải tầm soát, phải theo tham vấn của bác sĩ chuyên khoa, đặc biệt bác sĩ chuyên khoa nhi và bệnh tiêu hóa. Có những trường hợp họ cần soi, họ có những dấu hiệu họ soi, họ vẽ cái biểu đồ. Thậm chí có những đứa đau phải về, tôi phải kêu về vẽ sơ đồ đau trong 3 ngày, 5 ngày, đau giờ nào, lúc nào, ăn uống như thế nào, để ta dự đoán cái này có khả năng là lét, cho đi soi, nếu lét thì điều trị. Dạ. Còn nếu soi ra không lẽ không điều trị. Tại vì cái triệu chứng đó không liên quan với con HB. Chỉ khi nào HB nó xây tổ nguyên ương mà nó làm lỡ lét cái bao tử thì cái con HB đó, cái dòng HB đó mới là cái dòng HB mà gây bệnh. Dạ. Cần điều trị, và khi điều trị nó sẽ hết triệu chứng và nó lành bệnh. Dạ, với phần chia sẻ của thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Ngọc Lưu Phương rất là chi tiết, đầy đủ và ý nghĩa nữa, thì có lẽ là cũng đã một phần nào có thể giải đáp được những thắc mắc của tất cả quý vị khán giả. Xin được cảm ơn bác sĩ rất là nhiều ạ. Và thời lượng chương trình đến đây cũng đã hết. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã quan tâm theo dõi. Mến chúc quý vị nhiều sức khỏe và thành công trong công việc. Thân ái chào và hẹn gặp lại vào số phát sóng lần sau. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế, sức khỏe.